Thực ra thì bắt đầu từ tháng 11 năm vừa rồi là Diễm bắt đầu vào những cái dự án liên tục luôn, là một lèo hết 4 dự án liên tục cùng một thời điểm mà phải sắp xếp lịch trình từ miền Tây rồi miền Trung, miền Bắc, và cứ đi suốt như vậy thì phải nói là mình cũng khá là mệt. Và trong thời điểm này là đang cái khoảng thời gian mà Diễm đang nghỉ ngơi, bù đắp thời gian dành cho chồng, cho con, xả bớt để dưỡng lại da rồi chăm sóc nghỉ ngơi bản thân một chút xíu. Trong những dự án mình đã quay thì chỉ có dự án nào cảm thấy là bào sức của mình nhất? Thực ra nếu mà gọi là mất sức nhiều nhất thì Diễm nghĩ đó là một phim mà đang trình chiếu trên VTV3, Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Bởi vì một phim này kéo dài hơn 6 tháng và Diễm phải bay đi bay về liên tục như vậy thì thật ra đó là một cái lần đầu tiên mà Diễm trải nghiệm. Và đặc biệt khi mà quay, vừa quay mà vừa chiếu thì cái lịch trình mà mình sắp xếp nó cũng hơi vất vả hơn những cái bộ phim khác. Nhưng mà bù lại thì nó mang lại cho Diễm nhiều cái trải nghiệm mới mẻ và Diễm cũng thấy là rất là hào hứng. Ai gọi là nữ hoàng Red Team của truyền hình Việt á, thì bạn nhận thấy thế nào về cái sự ưu ái đó, và bạn có cảm thấy bạn suy nghĩ gì khi bị so sánh với chị Hồng Diễm? Thật ra Diễm và cả chị Hồng Diễm nữa, lần đầu tiên mà hai cô Diễm mà được đóng phim chung với nhau thì Diễm nhận được rất là nhiều những cái gọi là những cái câu hỏi là về thắc mắc về bạn diễn của mình, và chị Hồng Diễm cũng vậy nữa. Và đó là một cái kỷ niệm mà rất là đáng yêu, và Diễm nghĩ là hầu như từ xưa tới giờ mình đi đóng phim đó, chưa bao giờ mà có ai mà đụng tới với mình. Mình có một kỷ niệm rất là vui là khi ra phim trường á, ngay cả đạo diễn hay là quay phim kêu cứ Diễm ơi em xin qua đây một chút, Diễm ơi em xin qua kia một chút, thì cả hai chị em đều không biết là đang kêu ai hết. Và nói chung nó cũng là một cái gì đó nó rất là đặc biệt trong cái quá trình làm nghề mà được đóng chung với một người bạn mà cùng tên với mình. Và thật ra thì Diễm là một cái người rất là ngưỡng mộ chị Hồng Diễm trước đó luôn, bởi vì chị Diễm có những cái cách diễn mà Diễm cảm thấy rất là thích và rất là ngưỡng mộ nữa. Cho nên nếu mà được gọi là hai chị em mà được so sánh với nhau thì đó là một cái gì đó mà Diễm cảm thấy rất là vui. Và đặc biệt là được gọi tên, được mọi người rất là gọi là quý khi mà cho Diễm một cái danh hiệu mà Diễm cảm thấy và rất là tự hào luôn. Đó là được hoàng rating tinh thì đó là một cái điều mà Diễm cũng cảm thấy mình cần phải cố gắng rất là nhiều. Trước hết là Diễm phải cảm ơn tất cả mọi người đã phải nói là cho Diễm một cái danh xưng rất là hay như vậy. Nhưng mà để đạt được một cái danh xưng đó đúng nghĩa thì Diễm nghĩ là phía trước Diễm phải cố gắng rất là nhiều nữa, trong hoàn thiện về diễn xuất, hoàn thiện về nhiều thứ nữa thì mình mới đạt được cái ý nghĩa của cái tên gọi đó, nó hoàn chỉnh hơn. Khoảng thời gian làm nghề của Diễm á, Diễm đóng phim cũng hơn 10 năm rồi, nhưng mà cái số mà lần mà nhận vai mà đáng ghét mà phản diện thì rất là ít luôn, hình như đâu chỉ chừng 2-3 vai thôi. Và cứ mỗi lần mà đóng vai gọi là phản diện thì lại bị nhớ nhiều hơn, mà cứ gọi là chắc có thể là khi mà Diễm đã làm một cái gì đó là Diễm hơi nhập tâm á, khi mà đóng vai ác thì mặt cũng rất là ác nữa, cho nên lúc đó là mọi người sẽ nhớ sâu hơn. Những cái ký ức đó nó đọng lại với khán giả, và khi mà khán giả cứ xem Diễm ở một cái nhân vật phản diện nào thì khán giả phải nói là ghét, rất là ghét. Và Diễm nhận được phải nói là gạch đá về những cái vai, ví dụ như vai Diễm mà Diễm đang có một vai phản diện mà cực kỳ phản diện luôn, đó là bộ phim Tình Yêu Bất Tử đang được trình chiếu ở trên đài truyền hình Vĩnh Long vào giờ vàng. Và vai diễn này Diễm đang được nhận phải nói là gạch thường xuyên một ngày từ sáng tới tối liên tục về trang cá nhân của mình. Và vai diễn này rất phải nói là rất là phản diện luôn, lịch sử từ xưa tới giờ mà Diễm đảm nhận luôn. Cho nên là Diễm biết chắc là đến tận cuối phim thì Diễm nghĩ chắc phải 2-3 tháng nữa mới hết phim, thì lúc đó Diễm say giống được mấy cân. Thì chị cảm thấy gì? Diễm đang rất là vui, bởi vì khi có một khán giả nào đó mà nó bức xúc về vai Diễm quá, trời ơi sao mà độc ác quá, như thế này như thế kia, mai mốt ra đường là không có thèm nhìn nữa, thì sẽ có một khán giả khác yêu mến mình vào để mà cãi qua cãi lại và bênh vực mình. Thì những khi người ta nhận được một cái vai diễn phản diện thì người ta phải làm vậy thôi, chứ ngoài người ta đâu có ác đâu. Nó cũng là một cái gì đó mà Diễm cảm thấy rất là vui nữa. Mà Diễm cứ thấy là cái sự gọi là có một người ghét mình thì có một
cái người yêu thương mình, đó là một cái điều rất là thú vị, và chị cảm thấy mình rất là may mắn khi được cái sự yêu thương của khán giả. Và ghét diễn cũng rất là quý nữa, bởi vì chứng tỏ là mình đã làm thành công cái vai diễn lột tả được cái